V-League 2021 khởi tranh chỉ sau 69 ngày khi mùa giải 2020 khép lại, và đây là quãng nghỉ thời gian giữa hai mùa ngắn nhất lịch sử giải đấu. Các đội bóng và các cầu thủ vì thế cũng bị cắt ngắn khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi vòng quay mùa giải mới bắt đầu. Câu lạc bộ Hải Phòng là một trong số những đội bóng tập trung sớm nhất khi họ đã quay trở lại tập luyện từ ngày 20 tháng 11. 5 ngày sau đó, Hà Nội cũng bước vào buổi tập đầu tiên cho mùa giải mới, chỉ chưa đầy 3 tuần sau khi họ thi đấu trận đấu cuối cùng tại V-League 2020. Xen giữa khoảng thời gian này, nhóm cầu thủ gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Đặng Văn Tới, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Trọng Hiếu còn phải tập trung lên đội tuyển U22 Việt Nam. Thậm chí các cầu thủ Hà Nội nói riêng và phần lớn các cầu thủ của U22 nói chung đã lao vào thi đấu trong hệ thống giải U21 quốc gia 2020 dường như ngay lập tức. Chờ đón họ sau khi giải đấu kết thúc là một đợt tập trung vào tháng 12 và những buổi tập nặng tiền mùa giải khi trở về câu lạc bộ. Với những đàn anh ở đội tuyển quốc gia, họ ít nhất cũng có một quãng thời gian để tranh thủ nghỉ ngơi và không phải căng sức ở các giải trẻ. Đổi lại, họ vừa phải tập cùng giáo án vốn được coi là nặng nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo, vừa phải tăng tốc gấp rút chuẩn bị cho mùa giải mới khi trở về câu lạc bộ. Dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho các giải đấu trẻ và đợt tập trung đội tuyển được tranh thủ tổ chức dồn dập vào cuối năm. Cả huấn luyện viên Park Hang-seo và những người đồng nghiệp ở cấp độ câu lạc bộ đều có nhu cầu và áp lực thành tích của bản thân. Thế nhưng, quả thực chúng ta phải giật mình khi phân tích kỹ lịch trình của các cầu thủ trong khoảng thời gian này. Thực tế, virus chấn thương đã mầm mống xuất hiện ở đội tuyển. Đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 12 mới trải qua được một tuần, nhưng đã có 3 cầu thủ của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo gặp vấn đề về sức khỏe. Trung vệ Đoàn Văn Hậu đã phải rút lui khỏi đội tuyển vì tái phát chấn thương đầu gối ngay trước khi lên tập trung. Tiếp đến là trường hợp của tiền vệ Nguyễn Hải Long, anh được phát hiện đã dính chấn thương sụn chêm và phải rời trại huấn luyện để đi phẫu thuật. Mới nhất, tiền vệ Nguyễn Quang Hải phải tập riêng 2 buổi liên tiếp vì căng cơ đùi. Còn nhớ, trong đợt tập trung U22 Việt Nam vào tháng 11 vừa qua, không ít cầu thủ phải tập giáo án riêng trong phần lớn thời gian lên tuyển. Không một ai dám chắc những hình ảnh đó sẽ không lặp lại khi những cầu thủ trẻ tập trung trở lại vào ngày 18 tháng 12 tới đây, nhất là khi họ vừa trải qua một giải đấu với một cường độ nặng. Đợt tập trung của cả đội tuyển cũng như U22 Việt Nam vào tháng 12 có thể coi là một trong những đợt tập trung đặc biệt, bởi ngay chính FIFA đã loại đợt tập trung vào tháng 8 vốn trùng với các giai đoạn của câu lạc bộ chuẩn bị gấp rút mùa giải mới. Cả thầy Park cũng như các huấn luyện viên đều phải loay hoay khi lịch thi đấu V-League và các giải trẻ bị dồn lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ai cũng có nhu cầu sử dụng, ai cũng có áp lực thành tích và cầu thủ lại phải căng mình để hoàn thành nghĩa vụ ở cả đội tuyển cũng như câu lạc bộ. Lứa cầu thủ U23 Việt Nam tại Thường Châu đã từng có quãng thời gian chạy xô liên tục ở các giải đấu quốc tế và không ít người đã gặp chấn thương dài hạn sau đó với những nguyên nhân xuất phát từ sự quá tải. Thời điểm hiện tại chưa thể so sánh với quãng thời gian kể trên nhưng lại tiềm ẩn không ít rủi ro về lâu dài khi các cầu thủ gần như không được nghỉ ngơi. Đừng quên năm 2021 là một năm mà cả đội tuyển cũng như U22 Việt Nam phải thi đấu ở nhiều giải đấu quốc tế nếu điều kiện cho phép. Trường hợp của Quang Hải, một chấn thương căng cơ, là hồi chuông báo động cho sự quá tải khi mùa giải chưa bắt đầu. Các chấn thương của Hải Long lại nói lên sự thiếu hụt về khả năng quản lý chấn thương của cả VFF và cả câu lạc bộ, khi cầu thủ này đã phải trải qua một đợt huấn luyện vào tháng 11 với cái đầu gối bị tổn thương. Đây chỉ là một lần tập trung để thử nghiệm và ôn bài của thầy Park. Giải U21 quốc gia mang ý nghĩa về tình cảm nhiều hơn với những người đã có một suất thường xuyên đá ở đội 1. V-League vẫn là sân chơi chính để các cầu thủ duy trì phong độ và tính cạnh tranh trong từng trận đấu. Và tốt nhất, chúng ta nên có những toàn tính nhất định để đảm bảo lợi ích của các cầu thủ ở cả câu lạc bộ cũng như trên đội tuyển.